Chào tất cả các bạn đam mê sáng tạo và mọi người đang xem video. Tất cả chúng ta đều biết ứng dụng công nghệ không bao giờ là thừa trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên hôm nay mình làm clip này để chia sẻ cùng với mọi người. Đây là một hộp sắt bình thường nhưng rất là hữu ích. Vì sao như vậy? Mời các bạn cùng xem mình tạo ra một cái công cụ gân mặt bằng như thế nào nhé. Ở đây mình đang tận dụng cái giá máy quay, còn nếu như không có thì các bạn có thể dùng cách khác. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần cài đặt ứng dụng. Các bạn lấy điện thoại ra và bật giao diện màn hình lên và chọn vào mục CH Play. Tiếp theo vào mục tìm kiếm và gõ từ khóa cân thủy. Và chọn một mục trong các ứng dụng trên. Ví dụ như là mức độ bóng chẳng hạn. Chọn xong chúng ta vào cài đặt. Chờ tải xuống. Khi chúng ta cân mặt bằng thì nó bị canh không chuẩn xác được. Vì vậy nên chúng ta phải tìm cách để tránh những nút bấm. Ok, và việc tiếp theo là đi cân mặt bằng. Như các bạn biết đấy, chúng ta làm trong các lĩnh vực xây dựng hoặc là cơ khí vân vân thì không thể thiếu cái cân thủy được. Mà bây giờ trong mỗi chúng ta ai cũng sở hữu một chiếc điện thoại. Cho nên hôm nay mình lấy cái điện thoại để thay thế cho cái Libo. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.